Xin chào các bạn nhé. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đó là một cái máy laptop đã bị hư màn hình, không thể sử dụng. Trong video này tôi sẽ tiến hành thay màn hình. Mời các bạn cùng xem quá trình này nó sẽ diễn ra như thế nào nhé. Để gỡ được màn hình thì các bạn cần phải chú ý có 4 con vít được che đậy một cách rất là thẩm mỹ. Bây giờ chúng ta cùng gỡ nó ra nhé. Sau khi mở hết vít thì các bạn dùng tay để tách nhẹ cái khung màn hình này ra nhé. Phía hai cạnh bên của màn hình còn một số con vít. Các bạn cũng gỡ hết nó ra thì mới lấy được cái màn hình ra ngoài nhé. Đây là sợi dây cáp truyền tín hiệu lên màn hình. Các bạn làm cẩn thận để tránh làm phát sinh thêm lỗi. Sau khi gỡ hết cáp ra khỏi cái màn hình cũ bị lỗi thì bây giờ chúng ta ráp cái màn hình mới trở lại nhé.
Dán thêm băng keo để cố định sợi dây cáp được chắc chắn hơn nhé. Sau khi gắn cáp thì chúng ta thử mở máy lên một lần để kiểm tra xem tín hiệu có xuất lên màn hình hay không. Trước khi mà chúng ta ráp cái khung màn hình trở lại, như các bạn đang nhìn thấy thì tín hiệu đã xuất hiện trên màn hình. Bây giờ việc còn lại là chúng ta tắt máy và ráp trở lại nữa là xong. Sau khi ráp trở lại thì bây giờ chúng ta đã có một cái màn hình đẹp để sử dụng rồi nhé. Như vậy là các bạn vừa mới xem xong một cái quá trình thay màn hình của cái máy tính laptop. Nếu thấy hay, hãy bấm like và đăng ký để nhận được thông báo xem các video tiếp theo. Thiên Phúc Vlog rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn bằng cách bình luận phía bên dưới video để kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.